Một tình trạng đã kéo dài từ lâu, đó là hình ảnh những chiếc ô tô đỗ một cách tùy tiện ở lòng đường, đặc biệt là tại các khu vực gần các trạm dừng, nhà chờ xe buýt tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hành vi này không chỉ làm cản trở sự di chuyển của người đi đường, mà còn gây ra sự bức xúc cho hành khách khi lên xuống các phương tiện giao thông công cộng. Tất nhiên là nếu mà xe này đỗ thì bà thấy rất là ảnh hưởng đến người đi xe buýt, nguy hiểm, cái thứ nhất là rất là nguy hiểm. Cái thứ hai, nhiều khi mà bà đứng đây, có khi nhìn xe buýt rất là khó, mà không ra ngoài đứng sẵn xe buýt mà sẽ không đỗ lại. Bao giờ đến bến thì có người lên thì đỗ đấy, còn nếu mà không có người lên mà xe đỗ đấy thì xe buýt nó đi thẳng luôn, là không đỗ này đâu. Thì mấy cái xe nó đứng ở đây thì lúc mình chờ xe buýt này mình không thấy cái xe buýt từ đằng xa nó đến, thì thỉnh thoảng nó bị lỡ chuyến. Tại lúc mà xuống xe buýt ấy, xe buýt thì xe đỗ ở đây thì mình phải đứng xuống ở lòng đường, thì những cái xe đi qua thì hơi nguy hiểm. Thì việc người dân lên xuống bến nó gây bất tiện thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp xúc các phương tiện công cộng của người dân. Điều đáng lo ngại hơn, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra các tai nạn giao thông và làm mất an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông. Điểm chờ xe buýt bị chiếm dụng khiến cho xe buýt phải đón khách giữa đường. Dù là bất khả kháng, nhưng những người tài xế này vẫn có thể bị trừ điểm hoặc phê bình khi để hành khách phải đón xe ở giữa đường. Gần như là dọc các tuyến đường đi đỗ của các điểm dừng đỗ thì gần như là đều có xe ô tô đỗ trước và sau và giữa điểm của xe buýt luôn. Đã gây rất khó khăn cho lái xe buýt vào trong điểm đúng quy định. Khắp các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Bạch Mai, Bách Khoa, tình trạng này xảy ra rất nhiều và thường xuyên. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông, lộn xộn, gây mất mỹ quan đô thị và khiến cho người dân không muốn sử dụng những phương tiện công cộng trong tương lai khi quá bất tiện để tiếp cận.